quý vị đã giữ máy theo dõi với chúng tôi và xin mời quý vị tiếp tục quay trở lại với chuyển hóa thân tâm ngày hôm nay và sự chia sẻ của ni sư Minh Liên. Dạ, thưa con mời sư với sự chia sẻ của ni sư lúc nãy về người ta không biết mình là ai và mình muốn gì. Dạ. Tại vì như nãy là Bảo Ngọc nói là có nhiều người cũng như mình rất là đa tính cách. Dạ. Mà như trong chúng ta hầu như có lúc đó, và trong cái hành xử trong cuộc đời nó cũng phải cho mình một cái quan niệm là hễ đi với Bụt, đi với Phật thì mặc áo cà sa, mà đi với ma thì mặc áo giấy. Có nghĩa là đa tính cách á, lúc thì mình ở gần người hiền thì mình sẽ phải hiền. Đó, còn nếu mà mình đi với những người mà tính toán, những người mà mưu mô quá thì mình cũng phải mưu mô. Phải không? Nhưng mà cái nhìn gọi là đi với Phật mặc áo cà sa, đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, đó là một cái quan niệm chưa thật sự đúng trong cái nhìn của Phật giáo. Đó. Là tuy là đối với cái người đi với người hiền á thì mình hiền là một chuyện rồi. Đó. Nhưng đi với người ác hoặc là đi với người bất thiện, mình cũng không nên phải bất thiện như họ. Mình phải sử dụng cái bất thiện đối lại với họ. Đó. Nhà nếu có thì mình phải là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đó. Mọi người chúng ta đều nhìn thấy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là Nam Mô, hãy nói tới Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Đại Bi tức là cái lòng trắc ẩn vô cùng rộng lớn. Và chúng sanh nào đau khổ mà nghĩ tới Ngài thì tự nhiên cái lòng nó cũng sẽ được dịu, năng lượng của Ngài cũng làm cho mình dịu lòng xuống. Đó. Thì Ngài có cái hạnh nguyện như vậy là đi cứu độ chúng sanh khổ đau. Nhưng mà còn một điều mà rất lẽ là có người biết nhưng mà rất ít người biết, đó là ở trong chùa có hai ông thiện, ông ác. Đại chúng có bao giờ thấy mà trước cửa chùa thì một vị thiện thần rất là dung mạo thì đoan chánh, trang nghiêm đó. Còn một bên á thì có một cái vị có hai cái sừng ở trên đầu, lưỡi le ra, xong rồi lửa, nghĩa là chung quanh cái râu với tóc nó hiện lên một cái lửa cháy phừng phực vậy. Đó, cái tên của vị đó gọi là Tiêu Diện Đại Sĩ. Tiêu diện tức tiêu tức là lửa đó, diện tức là cái mặt của Ngài nhìn rất là hung dữ và rất là giận dữ, vừa giận dữ và hung dữ của cái ngọn lửa phẫn nộ, ngọn lửa tức giận. Thì không ai biết Ngài là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Con không biết. Nếu có biết chăng thì cũng một số người biết thôi. Đó là khi Ngài hiện thân để mà thưởng thiện, tức là giúp đỡ những người tốt, giúp đỡ những người khổ đau, Ngài hiện thân của một bà mẹ hiền. Thành ra tại sao mà hình dáng của Đức Quán Thế Âm khi thể hiện cõi này, ở cái cõi đông phương của mình, đại đa số Ngài là một người phụ nữ, một người bạn bà trung niên, hiền và phúc hậu, dưới dáng dấp của một bà mẹ. Thì còn cái kia đó là Ngài hiện thân ra cả một cái sự phẫn nộ, giận dữ và hung ác đó. Để chi? Thì lúc đó không phải là Ngài đi với ma thì Ngài phải mặc áo giấy, mà là vì cái người này cần cái phương tiện này trấn áp họ, chuyển hóa họ mới được. Nhưng mà lòng từ của Ngài là không thay đổi. Còn mình á, đi với Phật mặc áo cà sa, chứ đi với ma mặc áo giấy là mình mặc áo giấy thiệt. Tâm mình nó cũng ác thiệt, chứ không phải là giả bộ ác, hoặc là mình dùng cái phương tiện ác thôi để mà trấn áp người ta. Mình rất khác với Bồ Tát Quan Âm ở cái chỗ đó. Hễ đã với ma mặc áo giấy là mặc thứ thiệt luôn. Tâm tôi cũng độc không kém gì bạn, tôi mưu mô cũng không kém gì bạn, và tôi thủ đoạn cũng không kém gì bạn luôn. Đó, thì cái việc mà chúng ta nhìn một làm sao với một người đa nhân cách. Có thể bạn gặp người này, họ nói chuyện với mình cực kỳ dễ thương, nhưng mà một ngày khác mình nhìn người đó đối xử với một người khác một cách cực kỳ là dễ sợ. Một bên dễ thương, bên dễ sợ, thì mình không biết cái nào là thật. Người đó thì đáng sợ đó.
Nhưng mà tụi con cũng thỉnh thoảng cũng có gặp ở ngoài. Này đó thì đáng sợ thiệt đó. Là bởi vì trong người, trong con người chúng ta thì tồn tại nó nhiều chủng tử. Có lúc mình cũng giận, có lúc mình cũng thương, có lúc mình cũng tốt và có lúc mình cũng xấu. Trong chúng ta nhân cách ai cũng có đa nhân cách hết. Nhưng mà cái nhân cách mà thể hiện sống với một sống ra đó, nếu như bạn thiên về cái thiện rồi thì bạn làm ác không nổi. Phải vậy không? Còn nếu bạn vừa thiện được mà bạn vừa ác được, tức là bạn vừa đi phóng sanh được mà bạn vừa giết chó được. Tức là một mặt thì đi phóng sanh để mà cứu mạng chúng sanh, còn một mặt thì đi luộc chúng sanh để ăn cho thỏa thích. Cái này mình cũng có. Lâu lâu nghĩ là thèm ăn cũng luộc cho một nồi crawfish, phải không? Đó. Nhưng mà cái đó thì còn có thể chấp nhận. Nhưng mà một người đối xử với một người này rất từ bi, đối với người kia rất ác độc, thì mình thấy là cái này nó là cực đoan rồi. Trường hợp này mình cũng có nên là tránh xa một chút cho an toàn. Đó. Thành ra trong trường hợp đó chúng ta nói có chọn bạn mà chơi đó, thì lúc nào là mình sẽ trở lại cái là cần những loại bạn nào trong đời sống. Còn bây giờ thì mình chỉ lướt qua để mình thấy rằng là nếu như cái lòng của mình đã bị ai đó nhỏ một cái giọt nước mình đang trong veo vậy, có ai đó nhỏ một giọt mực, lập tức nguyên một cái thau nước trong veo nó cũng chuyển màu, phải không? Và rồi bạn sẽ xử sự theo cái màu đó. Vậy trong trường hợp đó mình phải làm sao? Dạ thưa sư, sau này mà con được hiểu biết một chút, con cũng chỉ là sơ cơ mới biết Phật pháp thôi, chứ con hiểu một chút á, thì con bớt đi cái định kiến của con khi mà nhận xét về một người nào đó, mà con tập trung là khi con tiếp xúc với cái người mới gặp lần đầu tiên đó, thì con dùng tất cả những cái giác quan của con tiếp xúc trực tiếp với người đó, và con lấy cái cảm nhận của con tại cái thời điểm tiếp xúc với người đó ngay lúc đó, và con chỉ biết lúc đó thôi, chứ con không có, con bớt đi cái sự kết nối giữa cái tiếp xúc với người đó trong thời điểm đó và cái thông tin mà con vừa mới nhận trước đây, con bớt đi được một chút. Nhưng mà lúc nào con cũng nghĩ rằng là nếu con mà gặp một lần mà hỏi con là nhận xét sao về người đó, con cũng luôn nói là con không thể nhận xét được gì hết, tại vì mới gặp chưa có biết nhiều, phải biết rất là nhiều thì mới dám nói, chứ mới gặp mà hỏi kêu hỏi người đó làm sao chắc con cũng dám nói làm sao. Cái mà quan trọng đó là mình đã bị nhỏ cái giọt mực vô trong tâm ý mình rồi, cho nên cái tâm ý mình là vô hình trung. Vô hình trung tức là trong vô hình, muốn hay không muốn nó cũng đã bị nhiễm màu. Và nó không có nhận diện ngay lúc đó, nó cũng sẽ từ từ nó thu thập tin tức làm sao cho phù hợp với cái điều mà mình đã được. Đó. Và khi mà mình đã được nhỏ cái giọt mực vô trong cái hồ nước tâm của mình rồi đó, mình bắt đầu mình nhận xét. Có thể ngay bước đầu mình có sự tự chủ. Nhưng mà về lâu về dài mình cũng sẽ lấy cái hôm nay mình thấy cái dữ liệu đó về người đó như vậy. Lập tức mình sẽ có khuynh hướng chuyển rất là nhanh vô trong tâm ý của mình. Cái đường link nó nhanh lắm. Cái đường link nó chỉ bằng một cái công nhấp chuột thôi đó. Và rồi cái oái oăm là trong đời sống, cái năng lượng nào thì nó chiêu cảm năng lượng đó. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Đồng khí tương cầu trong tâm của mình nó đang có cái khí của sự nghi ngờ. Đó. Và rồi nghi ngờ cái gì? Tại vì người ta đã nói cho mình những thông tin đó rồi. Nhưng mà mình nhìn mình chưa thấy. Chưa thấy không có nghĩa là mình không thấy đó. Mình sẽ nghi. Và rồi ngày nay mình rinh một chút dữ liệu, ngày mai mình lấy một chút cái nét khó chịu của họ, ngày mốt cái mình lấy một cái sự không vừa ý của họ, mà của họ với người khác chứ không phải với mình. Và sau nhiều lần, khoảng cao lắm là 10 lần thôi. 10 lần bạn lấy dữ liệu thôi là bạn đã kết luận đủ cho 1.000 lần rằng, 1.000% rằng đúng, con người đó rất đúng với chị nói. Nghĩa là còn tới 90, còn 999, 990 cái điểm mặt khác của người ta mình sẽ bỏ qua luôn. Là bởi vì mình nghĩ là với kinh nghiệm sống của tôi thừa sức để tôi khẳng định rằng đúng, chị nói đúng, con người đó như thế. Trong khi đó đối với Đức Phật là
không nhìn ai với cái nhìn định kiến như vậy. Là bởi vì Phật tánh nó ở mỗi chúng sanh. Đó, chỉ cần có điều kiện là nó sẽ phát ra thôi. Cho nên mình nhìn họ như vậy thì có mình có lẽ ra là tâm mình cũng bất thiện không kém họ đâu đó. Dạ thưa sư, có trường hợp nào mà khi mà tụi con đồng ý là ở bên ngoài, tụi con hay bị như vậy lắm, rất là thường là chỉ cần một cái tác động từ trước là tụi con cái suy nghĩ của con nó đã thiên lệch rồi. Nhưng mà có trường hợp nào rằng là tụi con tuy là đã bị tác động từ trước nhưng mà khi mà nói chuyện và tiếp xúc thì cái suy nghĩ đó mình có thể trung hòa hoặc là hóa giải những cái suy nghĩ từ trước không sư? Có cách. Dạ. Có cách, nhưng mà nếu trình bày là hết, bên đây mình hết giờ. Và quý khán giả thân mến, rất là tiếc vì thời lượng chương trình có hạn và những cái chia sẻ cũng như là những cái ví dụ rất là cụ thể để được đem ra phân tích, bàn luận trong ngày hôm nay, chúng tôi nghĩ rằng là cần phải còn nhiều thời gian để chia sẻ thêm với quý vị. Và quý vị thân mến, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, khi chúng ta gặp người có thương, người thiệt là dễ thương hoặc là người thiệt là dễ ghét, và xin quý vị nhớ, Ni Sư cũng có chia sẻ cho chúng ta là trong tất cả chúng ta đều có Phật tánh. Vậy thì mình cứ nghĩ rằng là con người ta dù có xấu tới như thế nào cũng không có xấu 100%, có tốt tới như thế nào cũng chưa chắc đã tốt tới 100%. Vậy hãy nhìn thấy cái tốt của họ mà mình thương, tập mỗi ngày một chút xíu và từ từ tâm bi của chúng ta nó cũng sẽ rộng lớn ra thưa quý vị. Và xin thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi mến chúc cho quý vị đời sống luôn được an lạc, thân tâm luôn được nhẹ khỏe và có thể mỗi ngày tình thương ngày càng nhiều hơn và tấm lòng chúng ta ngày càng rộng mở hơn để chúng ta có thể thương mình và tất cả những người xung quanh. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong những lần ghi hình tiếp theo của Chuyển Hóa Thân Tâm.